công thương thông tin về việc mua xăng bằng chai, can đem về. Vụ phụ huynh vác hung khí bắt hiệu trưởng quỳ, nhà trường tự nhận hình thức xử lý. Đề nghị khởi tố 3 cán bộ ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng. Đại án buôn lậu 200 triệu lít xăng, người tình của ông Trùm kêu One nói chỉ cần suốt 12 tỷ. Điều chiến hạm và hàng ngàn cảnh sát từ Thổ Nhĩ Kỳ giúp Qua ta đảm bảo an ninh World cấp. Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến việc khó khăn khi mua xăng dầu những ngày vừa qua. Gần đây trên mạng xã hội có xuất hiện nhiều thông tin về việc cấm người dân mua xăng bằng chai, can hay những dụng cụ khác đem về. Vậy pháp luật quy định vấn đề này ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Công Thương, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin chưa hiểu đúng về quy định của pháp luật Đối với hành vi bán xăng dầu có các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay qua thùng can chai và các dụng cụ chứa đựng khác. Về vấn đề này, Bộ Công Thương nhấn mạnh, hiện tại pháp luật không có quy định cấm người tiêu dùng mua xăng bằng chai, can đem về, bởi xăng dầu không chỉ phục vụ cho nhu cầu với phương tiện đi lại như xe máy ô tô, mà rất nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ có thể dùng để chạy động cơ như vận hành máy xay sát tại nhà, chạy ghe, thuyền tại vùng sông nước và rất nhiều loại động cơ khác. Tuy nhiên theo Bộ Công Thương, xăng dầu là mặt hàng đặc biệt và là ngành hàng kinh doanh có điều kiện, nên việc kinh doanh xăng dầu phải tuân thủ quy định của pháp luật, phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và được cấp phép. Mặt khác, người kinh doanh buôn bán, vận chuyển xăng dầu phải đáp ứng nhiều quy định về kho chứa, phòng cháy chữa cháy, chất lượng, nhân viên, pháp luật nghiêm cấm tích trữ để đầu cơ mua bán lại xăng dầu trái phép để kiếm lời. Bộ Công Thương dẫn điều 35 trong nghị định 99 phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác, trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang, quốc phòng, công an, thuộc địa bàn miền núi, vùng cao, theo quy định của pháp luật được Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó. Bộ Công Thương nhấn mạnh, với quy định này, nhiều người nhầm tưởng hành vi mua xăng qua thùng can chai là hành vi bị cấm. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với cây xăng, thương nhân kinh doanh xăng dầu. Sở dĩ có quy định này là vì bán hàng qua can, thùng, trụ xăng mini thường không đảm bảo an toàn cháy nổ, không tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo quy định của pháp luật đối với kinh doanh xăng dầu, mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Ngoài ra việc tích trữ xăng dầu có thể gây cháy nổ nếu không đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, vụ việc phụ huynh vác không khí đến trường bắt thầy giáo quỳ do mâu thuẫn trong việc bảo hiểm y tế của con đã làm xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Đáng nói sau vụ việc này, nhà trường cũng đã phải tự nhận hình thức kỷ luật ngày 7 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm công bằng khách quan vụ việc xảy ra tại trường tiểu học Sơn Lâm, xã Sơn Lâm, huyện miền núi Hương Sơn. Liên quan vụ việc, phụ huynh Võ Văn Điệp, bố của hai con đang học lớp 1 và lớp 5, đã bị cơ quan công an huyện Hương Sơn khởi tố bị can về tội làm nhục người khác. Điệp có hành vi mang ra vào trường đe dọa, ép buộc ông Phan Đình Thống, hiệu trưởng của trường tiểu học Sơn Lâm, quỳ trước sảnh trường xin lỗi hai con vào chiều 31 tháng 10. Tuy nhiên, nguồn cơn xảy ra vụ việc xuất phát từ việc nhà trường vận động mua bảo hiểm y tế. Ông Thống có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục. Đó là cho một số em học sinh chưa đóng tiền bảo hiểm y tế bắt buộc lên nhắc nhở sau lễ chào cờ. Trong đó có hai con của Điệp. Trả lời về vấn đề này, ông Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn cho biết, đã chỉ đạo phòng nội vụ phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo tiến hành làm việc, yêu cầu ông Thống làm bản tự kiểm điểm và nhận hình thức xử lý kỷ luật sau đó huyện sẽ triển khai xử lý hành chính do ông thống đã vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong nhà trường quy định của viên chức công chức huyện đang phối hợp với phòng giáo dục đào tạo để có những biện pháp xử lý hành chính đảm bảo quy định của pháp luật ông sơn rất lấy làm tiếc khi phải xử lý một hiệu trường trước thêm kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt nam 20 tháng 11. hiện phòng giáo dục đào tạo và phòng nội vụ huyện hương sơn đã vào cuộc để hoàn thiện hồ sơ xử lý ông thống theo quy định của pháp luật theo lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo huyện hương sơn Việc làm của ông thống đã vi phạm thông tư 06 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Bởi theo khoản 1, điều 5 của thông tư 06, ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thì cán bộ quản lý cơ sở giáo dục ứng xử với người học ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, yêu thương, trách nhiệm, bao dung, tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học, không xúc phạm, ép buộc, chủ dập bạo hành. Ngoài ra, theo Điều 28, Nghị định 04-2021, ngày 22 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đồng thời buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên, có yêu cầu không xin lỗi công khai từ vụ việc trên, nhiều người phải giật mình khi truyền thống tôn sư trọng đạo, vốn rất luôn tôn trọng nhà giáo thì nay đang bị méo mó biến dạng. Tuy nhiên trong trường hợp cụ thể này, nhà trường cũng có một phần lỗi và cũng đã bị kỷ luật theo quy định. Vừa qua tại ngân hàng Sacombank Khánh Hòa, một trưởng phòng cùng hai phó trưởng phòng chi nhánh Sacombank Cam Ranh đã bị đình chỉ công tác vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài rồi vỡ nợ, ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động của ngân hàng này. Sẽ thấy các cá nhân trên làm sai và không có khả năng khắc phục. Sacombank Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Khánh Hòa, Sacombank Khánh Hòa, đã có văn bản đề nghị công an khởi tố ba cán bộ của ngân hàng này tại chi nhánh thành phố Cam Ranh. Trước đó, ba cán bộ này bị sa thải vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài và của khách hàng rồi vỡ nợ. Chiều mùng 7 tháng 11, một lãnh đạo Sacombank Khánh Hòa cho biết, ngân hàng đã gửi đơn đề nghị công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố một trưởng phòng và hai phó phòng của Sacombank Cam Ranh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vị lãnh đạo này nói, hiện chúng tôi đã sa thải ba cán bộ này vì liên quan đến hoạt động vay vốn ở bên ngoài và cuộc khách hàng rồi vỡ nợ. Vụ việc này liên quan đến nhiều cá nhân, có dấu hiệu hình sự, nên ngân hàng đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan công an điều tra theo thẩm quyền. Công an tỉnh Khánh Hòa đã thụ lý điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu, ba cán bộ của Sacombank Cam Ranh trong quá trình công tác đã lấy tư cách cá nhân vay vốn ở bên ngoài và vay vốn khách hàng. Sự việc vỡ lở khi những cán bộ ngân hàng này không có khả năng chi trả, khách hàng gửi đơn thư tố cáo. Theo vị lãnh đạo Sacombank Khánh Hòa, tổng số tiền ba cán bộ nói trên của Sacombank Cam Ranh vay của hàng chục cá nhân và khách hàng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Hiện Sacombank Khánh Hòa đang làm việc với khách hàng để phối hợp giải quyết vụ việc, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tại Sacombank Cam Ranh. Liên quan đến vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam, ngày 7 tháng 11 vừa qua, hội đồng xét xử tiếp tục phần xét hỏi ông Trùm, Nguyễn Hữu Tứ và người tình bị cáo Tứ trong đại án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng xảy ra tại các tỉnh phía Nam. Đáng chú ý, người tình của bị cáo liên tục kêu oan và phủ nhận việc được cho tiền mỗi tháng 2 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Tứ khai bản thân sống như vợ chồng với Trần Ngọc Thanh, sinh năm 1975. Tuy nhiên, bị cáo chỉ gửi Thanh 12 tỷ đồng, chứ không phải cho tiền Thanh mỗi tháng 2 tỷ đồng. Về số tiền 47 tỷ đồng của Thanh đứng tên, bị cáo tứ khai. Do Thanh cũng có buôn bán và có một số bạn bè của Thanh cần tiền để đáo hạn ngân hàng thì Thanh cho họ mượn. Bị cáo Thanh khai nhận, lúc bị cáo ở nhà thì Tứ có gọi nhờ bị cáo chuyển tiền cho Phan Lê Hoàng Anh nên bị cáo chuyển. Anh kêu chuyển sao thì bị cáo chuyển vậy. Mỗi lần bị cáo chuyển lúc 5 tỷ, lúc 10 tỷ, có khi hơn 20 tỷ, nhưng bị cáo không nhớ chuyển bao nhiêu lần. Hội đồng xét xử hỏi Thanh về mối quan hệ với Tứ thì Thanh khai chỉ là bạn bè, mối quan hệ hơi thân một chút, chứ không chung sống như vợ chồng. Bị cáo Thanh khai, bị cáo Tứ có cho mình số tiền 12 tỷ, nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm dùm, khi nào bị cáo Tứ cần thì Thanh đưa lại. Tại phiên tòa, bị cáo Thanh luôn cho rằng mình bị oan, cáo trạng truy tố không đúng do bị cáo không được hưởng lợi gì. Đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân công bố các bút lục lời khai, đồng thời giải thích hành vi đồng phạm, giúp sức, lúc này bị cáo Thanh mới nhận tội là giúp sức cho bị cáo Tứ buôn lậu xăng, đúng như cáo trạng công bố bị cáo Thanh đồng ý nộp lại số tiền thu lợi bất chính 12 tỷ đồng. Phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu sự kiến diễn ra trong 45 đến 60 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Những thông tin liên quan đến phiên xét xử sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Quý vị thân mến, vậy là chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 sẽ diễn ra sau hơn 4 năm chờ đợi. Để đảm bảo an ninh cho sự kiện đáng mong chờ này, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ cho nước chủ nhà Qatar bằng việc cử chiến hạm Bugazada cùng hàng ngàn binh sĩ và cảnh sát tới nơi tổ chức. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 11 đã thông báo nước này điều chiến hạm TCG Bugazada cùng đội chuyên gia giả phá bom mìn trong máy bay không người lái UAV cùng một số nhân sự khác tới Qatar đảm bảo an ninh trong kỳ World Cup 2022 diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, theo đề nghị của nước sở tại. Qatar có dân số 3 triệu người và chỉ 12% số này là công dân Qatar, khiến Doha phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự cho giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Doha đã đề xuất các quốc gia thân thiện và đồng minh giúp sức đảm bảo an ninh cho quốc cấp, trong đó có điều động quân đội. Mỹ, Anh, Italia, Pháp, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ thành lập lực lượng chuyên trách hỗn hợp để hỗ trợ quân đội Qatar, gọi là chiến dịch là chắn quốc cấp. Theo tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng nước này sẽ giúp bảo vệ không phận và lãnh hải của Qatar trước chủ nghĩa khủng bố và các mối đe dọa khác. Ngoài điều động binh sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ còn cử 3.000 cảnh sát chống bạo động, 100 cảnh sát đặc nhiệm, 50 chuyên gia xử lý bom mìn cùng 80 chó nghiệp vụ tới Qatar. Lực lượng này sẽ phối hợp với cảnh sát nước sở tại trong kỳ World Cup. Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những bên cung cấp vũ khí chủ chốt cho Qatar, trong đó có UAV vũ trang và thiết sát trở quân. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mở một căn cứ tại Qatar với khoảng 3.000 binh sĩ đồn trú. Chiến hạm Bugazada thuộc lớp hộ vệ hạm cỡ nhỏ Ada của Thổ Nhĩ Kỳ, chuyên làm nhiệm vụ tác chiến săn ngầm. Bugazada có lượng giãn nước 2.300 tấn, dài gần 100 mét, có thể di chuyển với tốc độ tối đa 54 km h và hoạt động liên tục trên biển tới 21 ngày. Bugazada được trang bị một hải pháo 76mm, hai tổ hợp đại liên điều khiển từ xa 12,7mm, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, 21 tên lửa phòng không RIM-116 RAM và 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi 324mm. Chiến hạm có thể chở theo trực thăng săn ngầm S-70B và UAV. Sau thảm kịch sẫm đạp trên phố Itaewon, Seoul, Hàn Quốc, một vụ tai nạn khác cũng đã xảy ra tại thủ đô nước này, gây xôn xao dư luận cả thế giới. Vụ tàu chật bánh xảy ra vào tối ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương, trên đoạn đường sắt hướng vào ga Yongdongpo ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc đã khiến ít nhất 30 người bị thương. Một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra với đoàn tàu Myeongwa chở 275 người vào khoảng 20 giờ 52 phút ngày 6 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo tập đoàn đường sắt Hàn Quốc Korail, 6 toa tàu, trong đó có 5 toa chở khách đã bị chật bánh. Trong tổng số 275 hành khách có mặt trên tàu, ít nhất 30 người đã bị thương. Tuy nhiên, nhà chức trách khẳng định các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Corel cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Sự cố vào tối mùng 6 tháng 11 đã khiến mạng lưới đường sắt tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc bị đình trệ trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại thủ đô Seoul chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Trước đó vào tối 29 tháng 10, một vụ dẫm đạp đã xảy ra tại lễ hội hóa trang Halloween ở khu vực Itaewon ở Seoul, khiến ít nhất 156 người thiệt mạng và 173 người khác bị thương. Cảnh sát Hàn Quốc đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ dẫm đạp này và thừa nhận Họ đã không lường trước được hiểm họa có thể xảy ra khi biển người đổ về lễ hội Halloween ở Itaewon. Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng đã lần đầu gửi lời xin lỗi tới cả nước về thảm kịch Itaewon, tuyên bố sẽ đảm bảo điều tra thấu đáo và yêu cầu người chịu trách nhiệm giải trình. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nói: "Tôi không dám ví bản thân với những bậc cha mẹ mất con, nhưng với tư cách là tổng thống, người đáng lẽ phải bảo vệ mạng sống và sự an toàn của nhân dân. Tôi cảm thấy rất nặng nề và đau buồn. Tôi xin lỗi và gửi lời chia buồn tới tang quyến, những người đang đối mặt với thảm kịch không thể diễn tả." Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước đang cùng chia sẻ nỗi đau và nỗi buồn. Đây là lời xin lỗi chính thức đầu tiên của Tổng thống Yusuf Yon tới quốc gia, dù trước đó ông từng xin lỗi trong các buổi cầu siêu, theo nghi lễ Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết ngày 8 tháng 11 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự báo, khu vực Hà Nội tiếp tục rét về sáng và đêm, sáng sớm vẫn có sương mù, còn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tuy ngày nắng nhưng chiều có thể có mưa vài nơi. Cụ thể ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày mùng 8 tháng 11, khu vực Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm và đêm trời rét. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội như sau. Sáng mùng 8 tháng 11, khu vực Hà Nội có mây, có nơi có sương mù trời rét, trưa và chiều trời nắng không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 30 độ, độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 48 đến 70%. Giữa trưa, chỉ số tia cực tím tại khu vực thành phố Hà Nội sẽ đạt ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong khoảng từ 4 đến 5. Tối và đêm khu vực Hà Nội có mây, không mưa, riêng trong đêm trời vẫn rét. Nhiệt độ dao động trong phạm vi từ 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình đạt từ mức 73 đến 83%. Còn về thời tiết thành phố Hồ Chí Minh, ngày mùng 8 tháng 11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, ngày mùng 8 tháng 11, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng. Sáng mùng 8 tháng 11, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây và nắng, riêng chiều có lúc có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông cần đề phòng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ, độ ẩm trung bình phổ biến ở mức 60 đến 68%. Trưa và chiều, chỉ số tiêu cực tím tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong khoảng từ 3 đến 5. Tối và đêm mùng 8 tháng 11, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mây, thay đổi đến nhiều mây, trời không mưa. Nhiệt độ nằm trong khoảng từ 25 đến 27 độ, Độ ẩm trung bình phổ biến ở mức từ 79 đến 87%. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích giúp quý vị thuận tiện trong việc sắp xếp lịch trình cá nhân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.